Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Good cùng Bà Bếp nha. Hôm nay nhân dịp sắp tới ngày rằm thì Weekend Good cũng giới thiệu tới cả nhà món súp chay rất là thơm ngon. Bổ dưỡng đó là món súp nấm cả nhà nha, đặc biệt với nước hoa lòng biếc rất là đẹp và thơm cả nhà ơi. Rồi, mời cả nhà cùng Bà Bếp với Weekend Good nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ ra vườn thu hoạch vài nhánh bông đậu biếc à, rất là đẹp mắt cả nhà ơi, rất là tươi rói luôn cả nhà nha. Ok, và chúng ta đã có được một chén hoa đậu biếc tươi xanh cả nhà ơi. Và ra chúng ta sẽ có nguyên liệu để nấu nước rau củ như sau, là một quả bắp cả nhà nha, khoảng 200g cùng với 150g củ cải trắng, rồi 100g cà rốt và 100g củ sen cùng 100g bắp cải cả nhà nha. Rồi mình sẽ cho những nguyên liệu này vào nồi nước dùng để mình nấu cả nhà nha. Thời gian nấu từ tầm 30 phút tới 45 phút cả nhà nha, để ra hết chất cả nhà ơi. Đó. Mình chuẩn bị sẵn 2,5 lít cả nhà nha, mình nấu xuống còn khoảng 2 lít là ok cả nhà ơi. Ok, và sau khi nước sôi thì chúng ta với việc hạ nhỏ lửa và nấu tiếp khoảng các bạn nha, nấu thêm 30 đến 45 phút cả nhà nha. Ok, và trong thời gian đó mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu để nấu cái phần nước súp các bạn. Đó, bao gồm nguyên liệu như sau là đùi gà các bạn nha, nấm đùi gà 100g, 100g nấm ngọc châm trắng và nấm ngọc châm nâu cùng 100g nấm đông khô. Đó, và 100g nấm tuyết các bạn nha. Nấm tuyết các bạn nhớ ngâm nước cả nhà nha, cho nó nở ra. Còn những nguyên liệu khác như nấm nấm cô thì mình sẽ cắt xéo ở trên, còn nấm đùi gà 100 mình sẽ cắt nhỏ cả nhà nha. Đó. Ok, và sau gần 1 giờ trôi qua thì chúng ta đã có được cái nồi nước dùng chay các bạn nha, từ các loại rau củ quả rất thơm cả nhà nha. Bây giờ mình sẽ vớt những nguyên liệu ra, như là cái phần bắp mình sẽ vớt ra để nguội, mình sẽ cắt nhỏ và lấy cái hạt cả nhà nha. Đó, mình còn lại thì mình có thể bỏ qua, mình sẽ dùng nước cả nhà ơi. Đó, tại vì mình đã lấy hết chất cả nhà nha. Mình sẽ đổ ra một cái nồi nước riêng. Mình sẽ chuẩn bị một nồi nước sôi khác để mình chuẩn bị chần các loại nguyên liệu để nấm các bạn nha. Rồi, sau khi chờ quả bắp đã nguội, bây giờ mình sẽ tắt lấy hạt cả nhà nha, nên lát mình sẽ cho vào nồi súp luôn cả nhà nha. Đó, ăn nó sẽ sực rất ngon cả nhà ơi. Ok, và tiếp theo mình sẽ chuẩn bị một nồi nước mới. Mình sẽ cho 5g gừng rát cùng với 5g cái phần mà đậu ngò các bạn, đậu hủy á, để mình nấu các bạn. Đó, để mình khử cái mùi của cái nấm cả nhà nha. Đó, vì nấm có mùi rất là nồng, đặc biệt như nấm đông khô, nấm hương các bạn. Đó, sẽ khử mùi cả nhà nha. Đó, mình để nước sôi, mình sẽ cho nấm vào, mình chần các bạn nha. Đó, chần sơ qua, sau đó mình ngâm nước lạnh cả nhà nha. Đó. Ok, và để tăng cái việc mà khử mùi tạo mùi hơn cho nấm thì mình sẽ cho một chút rượu vào các bạn nha. Chút rượu là mình sẽ chần, mình sẽ cho nấm ra và mình sẽ thay thế nấm đông hương, nấm đông khô bằng cái loại nấm khác các bạn nha. Đó, mình sẽ chần xíu thôi. Đó, để tạo cái độ giòn cho nấm và khử mùi luôn cả nhà nha. Đó, 2:1 luôn. Ok, và chúng ta có nguyên liệu để nấu nước súp các bạn nhà nha. Chúng ta sẽ có 50g củ sen cùng với 5g cà rốt mình cắt nhỏ cả nhà nha, cùng với 500g cái loại nấm mình đã trộn sơ với nước sôi các bạn. Đó, và nguyên liệu gia vị là nước mắm các bạn nha, cùng với muối nè. Đó, mình sử dụng là 10ml nước mắm, 10g muối nêm và 20g đường cả nhà nha. Đó, thì các bạn gia giảm mình sử dụng là nấm chay các nhà nha, nấm chay nấm hương các bạn. Đó, ngoài ra chúng ta cũng sẽ có là nguyên liệu bắp các bạn. Đó, mình đã sử dụng được 150g bắp mình đã lấy ra nhỏ nhỏ các bạn, bắp á, cùng với 230g bột năng các bạn nha, và pha với 230ml nước á, để lát mình sẽ trộn để tạo độ sánh, độ sệt cho cái súp mình nha cả nhà nha.
Ok, và đây là nồi nước dùng mình đã nấu hồi nãy các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ cho nguyên liệu vào các bạn nha. Đó, mình sẽ cho 500 g nấm các loại vào các bạn nha. Đó, nấm đông cô, nấm kim chi, nấm ngọc châm, nấm đùi gà, các bạn đó cho vào các bạn nha. Cùng với đó mình sẽ cho 100 g bắp. Đó, mình đã nấu luôn tách tách từ cái củ tách từ trái bắp nãy các bạn. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có củ sen cắt lát và cà rốt, cũng sẽ cho vào luôn các bạn nha. Đó, thì cũng sẽ có lấy cà rốt các bạn có thể nấu sôi trước đó, cho nó mềm ra thì nấu chung sẽ dễ hơn các bạn nha. Thì các bạn đó. Rồi sau khi cho mình vào thì mình chỉ việc nêm nếm gia vị hồi nãy rồi cuối cùng mình cho bột năng vào mình rồi xào là xong cả nhà ơi. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cho thêm một chút dầu mè các bạn nha, đó, nó tạo độ thơm sánh các bạn đó, khi mình đã cho bột năng rồi đó. Ok, và cuối cùng sau khi mình đã nêm gia vị thì mình sẽ cho chút dầu mè cùng với bột năng mình đã hòa với nước vào các bạn nha. Đó, mình sẽ cho vào, các bạn là muốn tạo độ sệt càng sệt thì các bạn cho bột năng càng nhiều cả nhà nha. Ok, và sau khi cho xong hết thì chúng ta khuấy đều cho nước nước trong lại và chúng ta chuẩn bị ra món thôi cả nhà ơi. Ok, và chuẩn bị một tô chén, chúng ta sẽ cho súp vào tô và chuẩn bị thức vào cả nhà ơi. Đó, với nước súp nóng hổi đầy đủ các loại nguyên liệu rau củ đó, thơm ngon như là hạt bắp nè, nấm đông khô nè, cà rốt nè, củ sen sực sực dai dai nè, bắp thì bùi bùi bé béo và ngọt nè, trời ơi nấm tiết hiểu trời quá giòn quá dai cả nhà ơi, ăn vô thì tuyệt vời cả nhà nha, cực kỳ nóng hổi luôn cả nhà ơi. Và cuối cùng chúng ta đã có được một tô súp nấm hoa đậu biếc cực kỳ đẹp mắt cả nhà ơi, với hoa đậu nước hoa đậu biếc thì quá tuyệt vời, màu xanh biếc nè, đẹp lắm cả nhà ơi. Ăn vào là các loại nấm dai dai sực sực cùng bắp bùi bùi béo béo, củ sen giòn dai đó, với nấm tiết nữa, trời ơi ăn thì quá tuyệt vời, điểm xuyến cùng với vài nhánh ngò luyến cả nhà nha. Ngoài ra chúng ta có thể thưởng thức súp cùng với một ít nước chấm từ nước mắm chay đó, và một chút muối tiêu đó, ở nhà nha, nó tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Rồi chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với món súp này nhé, hẹn cả nhà ở những clip sau, bye bye.